các bạn, nếu mà các bạn muốn viết hoa hoa ở chỗ đây đúng không, thì các bạn chỉ cần bấm vô shift và chữ h là ra thành hòn hoa. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, nhớ phải ghi cái chữ nào đó mà có từ hoa, có chữ hoa thì đó chính là cái mà các bạn nên phải chọn ghi đầu tiên. How. You. Rồi vẫy nha. Ê, mình lỡ tay. Nếu mà các bạn sai ha, nếu mà các bạn muốn làm cho máy tính á, thì khi mà các bạn sai đúng không, các bạn vô bấm đúng vô cái nút đúng mà mình nói nè, back shake nha. Ok, đây chọn cái nút cái này là cái nút nếu mà mình đánh với dấu phẩy. Nếu là các bạn bấm vô nút này có nghĩa là các bạn đã hoàn thành và các bạn sẽ sang qua mà hàng khác nha. Thì qua đây rồi S luôn nữa nè, đây. Rồi các bạn bấm vô từ ship bên đây, các bạn bấm vô đây là ra thành dấu hỏi. Giờ mình sẽ bấm ô.